Từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến nay, phường Tân An ghi nhận 62 F0 thông qua truy vết và tầm soát diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên. Phường đã phân luồng điều trị các trường hợp F0, theo dõi F1 trên cơ sở rà soát các hộ dân cư, đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà. 30 trường hợp F0 thể nhẹ đang điều trị tại nhà trên địa bàn phường đang được kiểm soát tốt. Biết phát hiện F0 từ hôm ngày 15 tháng 12. Thế rồi được chính quyền địa phương là cũng giúp đỡ và đồng ý cho tôi cách ly tại nhà. Quá trình điều trị thì các bên y tế thì ngày nào cũng có gọi điện hỏi thăm và kiểm tra sức khỏe, rồi cũng có cấp phát thuốc để uống đầy đủ. Đến nay xét nghiệm 2 lần đều âm tính rồi thì sức khỏe tôi trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn muốn theo dõi sức khỏe tôi thêm 1 tuần nữa. Phường Tân An đã có 30 ca F0 được điều trị tại nhà và đã có 4 ca được khỏi bệnh. Công tác quản lý F1 thì cũng được triển khai chặt chẽ để giảm việc là loang rộng dịch trên địa bàn. Công tác rà soát cái hộ mà đủ điều kiện điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà, đảm bảo được 70% cái số hộ gia đình trên địa bàn là có đủ điều kiện để điều trị và chăm sóc. Thị xã Quảng Yên tiếp giáp nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh nên nguồn lây rất phức tạp. Hàng ngày có gần 10.000 công dân ở đây đi sang các tỉnh, thành phố lân cận làm việc và trở về trong ngày. Để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, thị xã rà soát các hộ dân cư đủ điều kiện và tổ chức điều trị F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà, đảm bảo theo quy định của ngành y tế. Bảy đối tượng F0 này thì hiện nay là có 2 ca điều trị tại gia đình. Đấy là trong cái đó những ca điều trị tại gia đình này thì đến nay là sức khỏe đã ổn định. Trạm y tế phường đấy là quan tâm đến vấn đề là điều trị thuốc men và hướng dẫn, rồi là tổ COVID cộng đồng, rồi tổ liên gia của thôn khu đã tập trung về vấn đề là hỏi thăm, rồi là nhu cầu thiết yếu của đối tượng F0 cách ly tại nhà và F1 cách ly tại nhà là rất là đảm bảo. Việc chủ động cách ly, điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế đang phát huy hiệu quả trong ngăn ngừa dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, với số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao, nguy cơ bùng phát mạnh dịch COVID-19 ở địa phương này vẫn rất lớn.